Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình DLC Online. Thì ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các anh chị một cái đề tài khá là hay. Đó chính là đề tài là sử dụng phần mềm Visual Express để lập trình kết nối cho các con HMI của Phonics Context, hay hoặc một là HMI, hoặc là hai là cái thằng là IBC hay là Industrial PC của cái thằng là Phonics Context. Thế thì cái phần mềm của nó sử dụng như thế nào và nó có những cái chức năng gì? Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cái phần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái phần mềm là gì ạ? Là Visual Express đây. Chúng ta sẽ vào cái phần là Help vào đây để chúng ta xem thử là nó thuộc vào cái phiên bản nào. Chúng ta vào cái phần là About Help này. Thì ở đây phiên bản tôi đang sử dụng là phiên bản là Visual.Express 2.5. Đúng không ạ? Đây. Rồi tới đây chúng ta sẽ mở một cái project mới, chúng ta sẽ chọn new, chúng ta đặt tên là project số 4 này. À, số test đi ha. Test. Đúng không ạ? Tôi đặt tên là test ha. Tôi chọn đây, sau khi cái tên project thứ hai chúng ta chọn thư mục để lưu này. Đấy, ví dụ các bạn muốn lưu đâu thì các bạn lưu ha, tôi thì mặc định ở đây ha. Rồi thì giống như khi nãy tôi nói ở đây nó sẽ có hai cái loại, một cái loại là IBC. À, IBC là giống như một cái màn hình máy tính lớn á, được chưa? Còn một cái loại nữa là HDMI. Dạng HDMI thì có nó có bao nhiêu in, hiện tại bây giờ cái thằng này là hình như là 4 in, 4.3 in này đúng không? Còn bây giờ mình muốn chọn cái loại là 18.5 in thì chúng ta chọn là cái thằng là TB đây ha. Đấy, 192, 1920 và 10.0 ở đây. Đúng không ạ? Rồi tôi chọn next ở đây. Thì khi mà chúng ta chọn next ở đây thì nó có rất nhiều cái màn hình ở đây. Đầu tiên là cái màn basic screen á. Nếu như mà như Siemens nha, như Siemens basic screen á thì gì ạ? Thì nó là xem như là những cái màn hình như thế này này. Đấy, như Siemens á thì nó đây là màn hình chúng ta cứ ẹt đây thôi. Đó, vì chúng ta cần bao nhiêu cái màn hình thì chúng ta ẹt bấy nhiêu cái màn hình, thì bên này thì nó tương tự như vậy, base screen. Ví dụ hiện tại bây giờ nó cho mình 4 màn hình thôi. Đấy, chúng ta chọn đây là giả sử là chúng ta chọn đây là 3 đi ha. Tôi chọn đây là 4 đi. 4 ha. Rồi tôi ở đây nếu chúng ta muốn define cái tên nó, ví dụ tôi click vào tôi define này. Thế thì nó hỏi mình screen 1 có tên là gì? Giả sử screen của tôi có tên là men. Đó, đúng không? Men. Đó, tôi cầm phim này. Rồi. Tới đây là screen 2 có tên là gì? Tôi cho là setting. Setting 1 đi ha. Đó, tôi cầm phim này. Đó, screen 3 có tên là gì? Tôi cho là setting 2 đi. Đó, setting 2. Đó, đúng không? Đó, rồi tôi cầm phim nó. Đúng không? Và screen 4 có tên là gì? Là tôi cho là setting 3, đúng không? Tôi cầm phim nó lại. Rồi, tôi exit, đúng không? Thì có nghĩa ở đây là chúng ta đã define được 4 cái tên màn hình. Còn các bạn nếu như muốn chọn thêm màn hình, chúng ta click vào đây. Chúng ta chọn, còn hiện tại mình chọn 4 thôi. Nó còn hỏi thêm là chúng ta có muốn chọn cái màn hình alarm không? Màn hình alarm thì thực ra là gì ạ? Chúng ta không chọn ở đây cũng được. Chúng ta có quyền chúng ta chọn đây hoặc chúng ta không chọn đây. Ví dụ như gì ạ? Như bên HDMI Phonics Context chúng ta chọn bên ngoài luôn, chọn đây luôn. Còn không thì cũng giống như Siemens, mặc dù chúng ta không chọn đây thì chúng ta có thể là vào trong thư mục trong này chúng ta kéo HDMI alarm ra thì cái mục đó y chang như vậy ha. Thế thì trong ý của tôi là gì? Nếu như chúng ta không có chọn ở đây thì xí nửa vào cái mục screen chúng ta có quyền chúng ta kéo cái thằng HDMI alarm ra chúng ta làm, còn không chúng ta click ở đây thì nó hỏi chúng ta là gì ạ? Có muốn lấy bao nhiêu màn hình alarm thì alarm thì chúng ta lấy một màn hình, tôi define đây ha. Chúng ta ghi là alarm screen 1 thì cũng được ha. Không à, chúng ta ghi là alarm 1 đi ha. Rồi. Đó, cầm phim nó. Rồi nó hỏi chúng ta có dùng cái màn hình log. Log á là các dữ liệu data log á để lưu trữ dữ liệu á. Nó hỏi chúng ta có log hay không, chúng ta nếu chúng ta chọn luôn chúng ta click vô. Nó hỏi chúng ta là gì ạ? Có lấy biểu đồ trend màn hình trend hay không thì chúng ta click vô. Còn giả sử mấy cái màn hình này chúng ta có quyền không click, anh chị lưu ý nha. Nếu như không click thì chí nữa chúng ta tạo màn hình ở đây này, ở basic này chúng ta kéo các cái màn hình nó ra. Đấy, hiểu không? Các anh chị hiểu không? Rồi, ở đây thì nó hỏi chúng ta có system bay hay không thì chúng ta ưng chọn thì chúng ta chọn ha. Ở đây tạm thời tôi chọn hết nhé. Còn chúng ta có quyền chúng ta bỏ đi ha. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta chọn ở đây là chúng ta có quyền define ở đây này nhá. Define screen có tên là gì này ha. System này. Ở đây nó có tên trend 1 này đúng không? Giả sử tôi có hai trend này. Đó, hai biểu đồ trend tôi click vào đây. Đó thì nó sẽ là gì ạ? Biểu đồ thứ nhất là trend 1, biểu đồ thứ hai là gì ạ? Thì nó là trend 2 đúng không? Cái tên của nó
để define sẵn, còn không chúng ta sẽ define sẵn cái tên khác, đúng không ạ? Chúng ta chọn next tiếp. Ở đây thì nó có hỏi chúng ta là add một số cái tiêu đề ở trên gì ạ? Thanh tiêu đề ở trên hay không, add logo hay không, hay là add cái gì không, hay add cái này thì chúng ta ưng add thì chúng ta add, chúng ta không add thì thôi, đúng không ạ? Rồi button nằm ở led bên trái hay là bên phải hay là bên dưới hay bên trái gì đó thì chúng ta click vào đây. Chúng ta chọn bên này và chúng ta nhấn finish. Đấy. Sau khi nhấn finish xong thì bây giờ chúng ta quay qua chúng ta coi này. Đầu tiên á, vào screen thì chúng ta tạo 4 screen đúng không? Thì các bạn nhìn thấy này. Main này đúng không? Setting 1 này. Setting 2 và setting 3 đúng chưa? Đấy, chúng ta đã tạo được 3 cái màn hình này. Rồi khi này nó còn có một cái trên màn hình là alarm thì các bạn nhìn thấy alarm này. Lock chúng ta thấy có lock này, có trend 1, trend 2 và system stay ở bên do ở bên kia đúng không? Giả sử ở đây. Giả sử ở đây ha, chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ là giả sử ở đây thì chúng ta click vào đây chúng ta coi này, đồ màn hình trend thì nó có quyền nó lấy cái trend này ra, đúng không ạ? Nó lấy cái trend này ra. Đúng không? Đấy, nó lấy cái trend này ra. Hoặc là cái trang alarm thì nó lấy cái trang alarm này ra. Đấy, đúng không? Đúng không? Thế thì chúng ta có thể sử dụng những cái màn hình như này ở đây. Ví dụ như chúng ta tôi giả sử cái màn hình này đi. Đó, chưa có gì. Thế thì tôi sẽ diện tôi có quyền tôi kéo thằng alarm ra. Đúng không? Tôi có quyền tôi kéo cái thằng là alarm Windows. Đấy, đúng không? Thì nó sẽ đóng cái vai trò này, màn hình này, màn hình alarm, có nghĩa là gì ạ? Cái này chỉ đứng ra bên ngoài chúng ta chọn thôi, còn chúng ta có thể chọn ở đâu cũng được. Có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta không chọn bên ngoài thì vô trong này chúng ta muốn sử dụng alarm á thì chúng ta sẽ kéo cái màn hình alarm ra. Kiểu là vậy á, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta kéo màn hình alarm ra. Đúng chưa? Hoặc là gì ở đây nó có màn hình trend đúng không? Thế thì chúng ta click vô đây, chúng ta có thể là dùng gì ạ? Chúng ta sẽ click vô đây chúng ta coi trend nó nằm đâu. Trend ở đây đúng không? Chúng ta có quyền chúng ta chọn là trend analysis hay là trend gì đấy, chúng ta logical trend hoặc gì đó, đó. Chúng ta có quyền chúng ta, ví dụ tôi xóa thằng này đi ha. Đấy, chúng ta có quyền chúng ta chọn đây là trend đây. Đấy, đúng không? Đấy, thì tùy cách của chúng ta thôi. Chúng ta bên ngoài kia chúng ta đã sử dụng thì trong này chúng ta không sử dụng, hoặc là chúng ta có thiếu thì chúng ta sẽ tự sử dụng đây. Ví dụ như bây giờ là tôi đã add có mấy màn hình đây này. Đúng không? Giả sử cái màn hình này đi, tôi xóa nó đi, đúng không ạ? Tôi delete nó đi, đúng không? Delete này. Do nó đang on ở đây nên chúng ta không delete được. Đó, tôi cho tắt thì chúng ta delete đó, delete đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn tạo thêm màn hình thì chúng ta add new screen đây thôi và chúng ta đặt tên là gì? Alarm. Đúng không ạ? Đấy, nếu chúng ta sử dụng màn hình này màn hình alarm đúng không? Tôi ta click vào đây. Đó, nó chưa có gì thì chúng ta kéo thằng alarm Windows ra thì nó y chang cái phần bên kia. Đấy, các anh chị lưu ý ha. Đấy, chúng ta kéo cái phần alarm Windows ra. Đấy, đấy, như vậy là xong. Tương tự như vậy chúng ta muốn add thêm cái màn hình nào đó thì chúng ta add ở đây. Add các màn report hay chúng ta add new folder thì chúng ta làm đây ha. Ví dụ như tôi muốn add new folder ha thì tôi chọn ở đây là rồi sau từ add new folder tôi add ở đây các rất nhiều màn hình ha thì nó sẽ nằm như thế này. Đấy. Ở đây thì giống như cement thôi. Đấy, màn hình 2 thì nó sẽ nằm như này, đúng không? Có nghĩa là thằng folder này nó sẽ chứa nhiều màn hình. Các anh chỉ lưu ý ha. Rồi mình có quyền rồi. Rồi ở đây là một số chức năng về màn hình ha. Còn trên này nó còn có một cái các một số biến để chúng ta kêu gọi các, ở đây là chúng ta tạo các gì ạ? Tạo các tag alarm này, được chưa? Còn đây là chúng ta sẽ lập trình một số cái là về script, được chưa? Còn đây chúng ta sẽ làm một cái về data logger và receive. Ở đây chúng ta sẽ tạo một số sự kiện và ở đây chúng ta cho chúng ta cấu hình các ngôn ngữ ở đây. Đấy ha. Thì trong đây là cái mục này. Còn ở đây chúng ta quan tâm là một số cái mục là gì ạ? Chúng ta quan tâm một cái số mục là gì ạ? Ở đây sẽ có một cái mục là khá là hay. Đó là về real time. Real time ở đây là cho phép chúng ta tạo các connection để kết nối. Ví dụ như bây giờ các anh chỉ muốn kết nối với một con ngàn hai đi. Chúng ta chỉ cần là gì ạ? Chúng ta vào đây chúng ta add new driver này. Ở đây thì có rất nhiều hàng, nếu như các bạn chọn là gì ạ? Muốn chọn Bagnet này hay là chọn Backhop đúng không? Hay là chọn Mitsubishi hay là Siemens hay là Schneider hay là MQTT hay Omron hay Panasonic. Đó thì hoặc hay là Phonic Context hay là gì đó thì chúng ta click vào đây chúng ta chọn. Ví dụ như chúng ta hay dùng là gì ạ? Siemens. Ở đây thì nó có rất nhiều loại, nghĩa là gì ạ? S7 mà MBI này, 200 BBI này, S7 MBI Voribus này, 300, 400 TCP, ví dụ 1.200, 1.500 thì chúng ta chọn này. Đấy, chúng ta phải chọn những cái tag kết nối nó nằm ở đây, đúng không ạ? Thì khi đó nó sẽ được như này, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta muốn vô cấu hình thì chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta cấu hình các địa chỉ IP nó nằm trong này thôi. Thì cái này video sau thì tôi sẽ nói ha, được chưa?
Còn bây giờ chúng ta muốn tạo tag, tag ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục là gì? Ở đây chúng ta add new tag này, đúng không? Hoặc chúng ta click vào chúng ta add new tag này. Ở đây thì có hai hình thức tag. Cái tag thứ nhất, nếu như chúng ta muốn sử dụng cái tag mà có sẵn hay tag local gì? Tag local của HTML thì chúng ta click vào đây. Đấy, được chưa? Đấy, vì cái biến này chúng ta vừa tạo ra. Đấy, chúng ta click vào đây để chúng ta đổi kiểu dữ liệu. Ví dụ không phải là buộc thì chúng ta chọn là bin hoặc gì đó. Đấy, được chưa? Thì đây là những cái tag. Đó. Còn đây là những cái phần report. Report chúng ta xuất báo cáo ha, và đây là những cái phần là truy xuất dữ liệu theo ngày giờ phút giây đó, thì chúng ta có thể là add new ở đây ha. Change duo rồi chúng ta chọn ở đây là very day hay là gì đó, money very min hoặc gì đó, thì đấy là cơ bản về toàn bộ cái chức năng của nó. Thì ngoài ra ở đây thì nó sẽ có một cái phần nữa khá là hay, đó là những cái phần là về toolbook. Ở đây toolbook thì nó sẽ có những cái phần hay hơn cả cement nữa, đó là basic toolbook này. Chúng ta click vào đây này, basic này. Để tôi tắt cái thằng này cho nó rộng nhé. Đó, ở đây là chúng ta cho phép chúng ta vẽ những cái gì hình đơn giản. Ví dụ như là hình chữ nhật, hình ellipse, đúng không? Đó, đây những cái hình đơn giản được chưa? Đó là basic shape ha. Ở đây còn có cái là gọi là basic control, là chúng ta tạo những cái thằng là gì ạ? Nút nhấn, đúng không? Ví dụ chúng ta muốn lấy thằng nào chúng ta cầm thằng này chúng kéo qua thôi đây thôi. Đúng không ạ? Rồi ở đây là sẽ có những cái phần là những cái nút nhấn em stop. Đây chúng ta muốn lấn thì chúng ta lấy cái đây. Đúng không? Rồi ở đây thì nó sẽ có thêm những cái đèn. Ví dụ như đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, chúng ta muốn lấy đèn xanh nó kéo đây. Đúng không? Và đèn vàng thì chúng ta kéo thằng này ra đây. Đúng không? Đèn đèn blue chúng ta kéo nó ra đây, đúng không? Ở rồi, ở đây thì nó cho chúng ta những cái button, ví dụ như button màu xanh, đúng không? Thì nó có sẵn như này rồi. Button màu đỏ thì nó sẵn như thế này. Button màu vàng thì nó có sẵn như thế này, button blue thì nó có sẵn như thế này. Đúng không ạ? Rồi, tiếp là những cái phần là button mà dạng vuông thì chúng ta click vào đây chúng ta coi. Ở đây thì nhiều loại lắm ha. Đấy, được chưa? Rồi, cái tiếp theo nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có gì ạ? Rectangle switch. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái switch là đó, lên 1 hoặc là switch E này là gì ạ? Đây. Đó, tắt mở đây được chưa? Rồi. Ở đây ngoài ra thì nó sẽ có cho chúng ta các trạng thái stay ha, stay. Hai trạng thái, ba trạng thái, nghĩa là bằng 0 thì như này, bằng 1 như này. Ha. Đấy thì nó như này. Được chưa? Đây thì cũng giống như switch mà thôi. Switch ba vị trí, những công tắc ba vị trí ở đây, nó có rất là nhiều ha. Đây, anh chị này, này 1 2 3 này. Đúng không ạ? Này. Đấy, đúng không? Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái gì ạ? Những cái phần là slider ha. Ở đây là những cái phần này là gì ạ? Đây là thanh gì ạ? Slide này đúng không? Slide theo chiều ngang này hay là potential là những cái thằng biến trở ở đây. Đấy, đừng cái này những cái thằng hiển thị của chúng ta ha. Vertical bar, những thanh trượt bar này ha. Còn những cái thằng giống như IO fill bên cement này như này. Đấy đúng không? Rồi ở đây chúng ta sẽ có những biểu đồ trend, như biểu đồ trend theo hình ngang này. Ta click vào đây ha. Đấy, biểu đồ trend như hình ngang nằm đây. Biểu đồ trend theo chiều rộng ha, thì như này. Đúng không ạ? Và những cái phần data phân tích dữ liệu nằm đây. Đây, còn ở đây thì ngoài ra thì nó còn có thêm một số chức năng ở đây chúng ta quan tâm thêm là cái phần alarm này. Đúng không ạ? Alarm thôi. Rồi data log. Đúng không ạ? Đấy, và kết nối với IP camera ở đây ha. Receive nữa này. Đấy những cái phần khá là quan trọng ở trong này. Đấy. Rồi coi còn gì nữa không? Rồi tới cái phần là gì? Object này. Object này thì chúng ta vừa làm xong đúng không ạ? Clock. Ở đây là để chúng ta hiển thị thời gian thôi. Digital clock là những cái phần là để chúng ta hiển thị thời gian lên đây thôi. Đấy, mấy giờ đó. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta cài đặt thời gian ở đây. Digital clock thì đấy là cơ bản về cái phần mềm là gì ạ? Cái phần mềm là của HTML Phonics Contest, về cái phần là chúng ta cách sử dụng của nó ha. Thì đấy là cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay, nói về gì ạ? Tổng quan về cái phần mềm Visual Express để lập trình cho IBC và HTML Phonics Contest. Thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm có các khóa học về lập trình BLC nằm đây. Thì các anh chị có thể vào đây để các anh chị xem thêm là các nội dung khóa học, bao gồm là khóa học 1 về BLC S7000-2005 WinC cơ bản này, khóa học 2 về BLC S7000-2005 WinC nâng cao, khóa học 3 về mảng truyền thông công nghiệp, khóa học 4 về 300 và 400. Thì các anh chị nào có thể muốn xem nội dung khóa học thì các anh chị có thể click vào đây để các anh chị xem thêm các nội dung khóa học nằm trong này. Đấy ha.
Thì vừa rồi bên trung tâm thì đang được giảm giá là full 4 khóa học này là 700k này. Thì ngoài ra thì bên trung tâm cũng vừa mới khai giảng thêm hai khóa học nữa, là gọi là hai khóa học đi trước và đón đầu xu hướng công nghệ mới Win CNFI kết hợp với JavaScript. Thì các anh chị có thể lên đây các chị xem thêm các nội dung bài giảng ha. Ngoài ra thì các chị có thể vào cái mục là kênh YouTuber Nguyễn Văn Nguyên blc.com, các anh chị vào cái mục là danh sách phát, các anh chị có thể xem cái phần là khai giảng khoa học lập trình Win CNFI hoặc là khoa học về BLCS 7 300 400 ngàn 2 ngàn 5. Đấy thì chúng ta có thể xem review nội dung các quyền lợi khi tham gia khóa học, các chia sẻ các bạn học viên và các trailer về khóa học năm đây. Thì đấy là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.